với những game thiện lành, anh em nào có nhu cầu nạp SC Point hoặc Star Pass liên hệ ngay Zalo 0886 236 690, đảm bảo uy tín, an toàn và giá siêu siêu rẻ. Hello, xin anh em. Chào mừng anh em đến với Gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì chúng ta đã có thêm một cái bản cập nhật mới, một bản cập nhật cực lớn và rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cái phần thay đổi lớn nhất đấy chính là chúng ta đã có thêm cái phần tiếng Việt ở trong game FC Mobile. Và thực sự thì đến thời điểm hiện tại mình mới chưa thẩm được cái ngôn ngữ này, tại vì là nó có một vài ngôn ngữ dịch khá là buồn cười như là anh hùng này. Anh hùng thực ra thì cũng đúng. Ngoài ra thêm cái phần sự kiện như là hợp đồng bí ẩn hoặc là cái phần hành trình icon. Ngoài ra thì có thêm là bách nhân đội trưởng. Thực sự thì cái phần này nó kiểu là dịch word by word nên là cũng khá là buồn cười. Nhưng mà với cái bản cập nhật này mình thấy là nếu như mà anh em muốn xem chỉ số cầu thủ nó cũng khá là ok. Khi mà chúng ta vào soi chỉ số một vài cầu thủ ấy, nó sẽ hiện một vài tên như là chi tiết này. Chúng ta sẽ có những cái phần liên quan đến tốc độ, sút chuyền, dê dắt hoặc là thuộc tính như là tăng tốc hoặc là tốc độ bứt tốc. Nói chung là cái phần chỉ số của cầu thủ mình thấy cũng khá là ok. Còn những cái phần sự kiện khác thì chúng ta cũng cần phải chờ thời gian để có thể làm quen. Còn nếu như mà anh em không muốn sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt, anh em vẫn có thể quay lại ngôn ngữ gốc thông qua việc là anh em vào phần trong phần cài đặt này. Chúng ta phải vần ngôn ngữ ở tại đây. Tại đây anh em có thể tìm đến ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng khác, nhưng mà mình thì mình vẫn thích là ngôn ngữ tiếng Anh hơn, tại vì là nó dễ dàng sử dụng hơn. Vậy thì làm sao chúng ta có thể cập nhật được cái bản này? Thì thực sự thì mình không chắc là anh em trên iOS anh em cập nhật cái phiên bản này như nào, nhưng mà mình dùng cái phiên bản Android thì nó cũng khá là dễ dàng. Đầu tiên thì sau khi vào game nhé, anh em sẽ hiện được cái thông báo đây. Đây chính là thông báo của EA khi anh em vào game. Nó sẽ có cái thông báo là update requirement, tức là anh em sẽ phải thực hiện cập nhật cái phiên bản mới. Và anh em cứ bấm OK như thông thường thôi. Bấm OK vào thì nó sẽ hiện ra cái phần là Google Play và anh em sẽ bấm cập nhật. Cập nhật thì thực sự cái phần này chúng ta sẽ đổi một cái icon của cái game nhá. Trước đây là con hàng Vinicius và hiện nay thì đã đổi sang cái hình của Erling Haaland. Nói chung là cầu thủ này thì cũng mặc kệ đi, chúng ta chỉ cần chơi game thôi. Và sau khi cập nhật thì em sẽ có thể vào được game nhá. Cái phần này thì anh em nào mà vướng mắc, anh em nào mà chưa vào được game ấy, thì anh em có thể tham khảo cái video của mình liên quan đến việc là hướng dẫn cài đặt FC Mobile để có thể làm theo các bước. Tại vì là chúng ta có thể sẽ vướng một vài bước liên quan đến việc như là chúng ta sẽ cần phải chuyển vùng này, hoặc em sẽ cần phải tạo một cái tài khoản Google khác. Do đó thì anh em nào mà chưa vào được, anh em có thể tham khảo cái video là hướng dẫn cài đặt game FC Mobile như mình để link dưới phần mô tả nhé. Ok, thực ra cái phần này thì mình cũng đã quay lại trước rồi nên là mình sẽ chỉ show lại cho anh em xem thôi. Tại vì cập nhật nó cũng khá là lâu liên quan đến mạng nhà mình. Sau khi xong vào game thì anh em có thấy là đây, chúng ta sẽ hiện một cái thông báo của EA. Đấy chính là nó sẽ gạ gẫm anh em nạp cái gói Star Pass. Cái gói này thì thôi, chúng ta không cần phải nạp, trừ khi anh em muốn nạp thôi, còn nếu không thì thôi. Và ngoài ra thì còn gạ gẫm thêm một cái gói nữa, đấy chính là gói con hàng George Best. Cái cũng gạ gẫm để em có thể nạp, nhưng mà cái phần này tùy thôi. Anh em là có điều kiện, anh em cũng có thể nạp, còn mình thì mình có thể sẽ nạp sau. Và ok, liệu anh em đã cập nhật được chưa? Thì em chia sẻ dưới phần comment nhé. Tiếp theo chúng ta cùng điểm qua một vài thay đổi, một vài cập nhật mới trong cái phiên bản này. Đầu tiên thì cái ngôn ngữ tiếng Việt thì tất nhiên rồi, anh em đều biết rồi. Và ngoài ra thì cái ngôn ngữ này chúng ta vẫn chưa có bình luận đâu nhá. Cái phần này chúng ta chỉ là dịch những cái từ ngữ ở trong game ra phiên bản tiếng Việt thôi, còn bình luận thì chưa có. Bình luận thì chắc mình nghĩ là chắc còn lâu mới có anh em ạ. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm bản cập nhật mới, đấy chính là chúng ta sẽ có thêm cái phần góc trên này là những cái gói nào mà EA muốn chúng ta nạp. Ví dụ như là trong cái đầu game khi mà vào, chúng ta sẽ có thêm cái gói là gói Star Pass, hoặc cái gói thứ hai là gói cho người mới chơi là gói tân thủ. Thì cái phần này thực sự thì gây cũng thêm vào cho có thôi. Và ngoài ra thì trong cái phần exchange này chúng ta cũng có thêm một vài cái thay đổi mới. Thì em có thể thấy là ví dụ như chúng ta vào trong một gói exchange nhá, trong phần này thì trước đây thì các gói này chúng ta sẽ xếp theo hàng ngang, còn bây giờ nó xếp theo hàng dọc. Cái phần này mình thấy nó cũng bình thường. Thực ra thì cái phần này mình đang quen với phần để ngang thì EA vẫn để ngang được, còn phần dọc này nhiều lúc nhìn nó cũng khá là rối. Thì thôi, EA cũng đã thay đổi rồi, thời gian chúng ta cũng sẽ quen với cái giao diện này của game. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng có thêm cái phần mới, đấy chính là cái phần liên đoàn, tức là cái phần Spectre Mode, cũng là một phần cập nhật của game thời điểm ngày hôm nay. Đấy chính là anh em có thể chơi các trận đấu và anh em có thể mời bạn bè trong League tham gia trận đấu head to head nhé. Cái phần này thì trước đây mình tưởng là cập nhật trong phần head to head, tuy nhiên thì hiện nay nó mới chỉ cập nhật trong cái phần League thôi. Anh em có thể bấm vào cái phần chơi trận đấu này và nó sẽ gửi thông báo đến tất cả những người ở trong League để có thể là tham gia trận đấu, và những người còn lại thì có thể vào theo dõi trận đấu. Thì cái phần này mình sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết sau, còn phần này hiện nay mình cũng chỉ nói sơ qua về những thay đổi thôi.
Và ngoài ra thì liên quan đến cái phần gameplay, gameplay thì mình cũng đã trải nghiệm một vài trận thôi. Thực sự thì cái phần gameplay mình thấy ở EA cũng đã quảng bá rất nhiều liên quan đến cái phần là chúng ta sẽ cải thiện được các tình huống đánh đầu. Nhưng mà sau khi trải nghiệm tầm khoảng 10 trận thì mình thấy là cũng có cải thiện một chút, nhưng mà vẫn có thể ghi bàn được các tình huống đánh đầu nếu như mà cái cơ hội ngon ăn, cũng như là AI cầu thủ thì phòng ngự nó cũng tương đối thôi anh em ạ, nó cũng không quá ngon đâu. Và có một điểm đấy chính là trong các trận head to head ấy thì các cầu thủ di chuyển mình cảm giác là nó sẽ thật hơn trước. Trước thì cầu thủ di chuyển khá là nhanh, nhưng mà trong cái phiên bản gần nhất này mình thấy cầu thủ di chuyển chậm hơn, cũng như là chúng ta có thể dễ dàng dễ dắt qua người hơn. Và ngoài ra thì các phần khác mình thấy cũng chưa thay đổi quá nhiều, các phần sự kiện nó vẫn vậy. Và không biết anh đã trải nghiệm cái phiên bản này chưa thì em cũng chia sẻ ý kiến dưới phần comment nhé. Ok, và trên đây là một vài cái thông tin mới về cái bản cập nhật này để em có thể tham khảo cũng như là trải nghiệm. Thì thực sự hôm nay mình cũng đang đi công tác nên là chưa có nhiều thời gian trải nghiệm cũng như là cung cấp chi tiết đến cho anh em. Do đó thì anh em đã trải nghiệm cái phiên bản mới này chưa? Anh em đánh giá sao phiên bản này thì em cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Tất nhiên là sau bên này mình sẽ thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Tạm nhé. See you soon. Yeah.